Trong video lần trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu sơ qua về lịch sử ra đời cũng như sự phát triển của loạt game Souls, từ lúc nó mới chỉ là những ý tưởng ban đầu được xây dựng nên từ một loạt game cổ điển trên PlayStation 1 đến khi thành hình và rồi ra mắt, và sau đó là đạt được thành công lớn. Từ Demon's Souls đến Dark Souls 3, mỗi tựa game đều là một thành công của From Software, không chỉ về mặt doanh thu mà còn về mặt chất lượng cũng như giải thưởng đạt được. Bên cạnh đó là xây dựng được một cộng đồng lớn mạnh và gây được sức ảnh hưởng khá lớn tới ngành game hiện tại. Vậy thì nhờ những yếu tố gì mà Soul Series đã có thể thành công đến như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn trong video ngày hôm nay nhé! Yếu tố đầu tiên cũng như dễ thấy nhất khi nhắc đến Soul Series đó là phần gameplay. Tại sao Soul Series lại khác biệt với gần như tất cả các tựa game RPG khác? Và tại sao Soul Series lại có thể tạo ra hẳn một thể loại mang tên chính nó? Một phần không nhỏ chính là nhờ gameplay đặc biệt của trò chơi. Souls là một dòng game thuộc thể loại RPG kết hợp với hành động chặt chém. Nhìn vào các tựa game thuộc thể loại như vậy lúc đó, thật dễ dàng để nhận ra một sự khác biệt hoàn toàn giữa Souls và phần còn lại của thế giới. Hãy cùng điểm qua một vài ví dụ như sau. Một số game hành động chặt chém điển hình lúc bấy giờ như Devil May Cry, God of War, Bayonetta hay thậm chí là những game bắn súng góc nhìn thứ ba như Vanquish hay Gears of War đều có một điểm chung là gameplay có tốc độ cao, combo chặt chém đã tay và hay bị gọi vui là các game phá nút. Người chơi được trải nghiệm cảm giác thỏa mãn khi tung ra các đòn combo liên tục vào kẻ địch. Hormone adrenaline dâng cao khiến game thủ có được sự phấn khích tột độ. Vì thế, dòng game hành động chặt chém trở thành một trong những dòng game xả stress cực kỳ tốt. Trong khi đó thì dòng game Souls đi ngược lại hoàn toàn với thể loại hành động chặt chém lúc bấy giờ. Đòn thế đơn giản, không cầu kỳ, không có combo, người chơi không thể ra đòn liên tục mà còn phải chú ý đến thể lực của nhân vật. Souls cũng có một cách di chuyển rất khác. Nhân vật trong game di chuyển kém linh hoạt hơn và chậm hơn hẳn nếu so với Kratos của God of War hay Dante của Devil May Cry. Đó là vì Demon's Souls đã sử dụng một chỉ số mà rất ít game thời đó sử dụng, thành stamina, thể lực của nhân vật. Việc đưa stamina vào game đã hạn chế rất nhiều sự thoải mái và tốc độ trong gameplay. Không còn khái niệm spam nút để giết quái nữa, mà giờ nhân vật sẽ chỉ có thể thực hiện một số lượng đòn đánh nhất định trước khi cạn stamina và phải đứng đợi một lúc để stamina hồi lại. Dĩ nhiên là kẻ địch trong game sẽ không đứng yên một chỗ, chúng sẽ bao vây bạn bất cứ lúc nào có thể và tung đòn liên tục vào bạn. Chính vì thế, một điểm cốt yếu khi chơi game này là phải luôn cân nhắc lượng stamina sử dụng để không bị rơi vào cảnh bị áp đảo đúng lúc cạn kiệt stamina. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa Souls, game buộc người chơi phải tính toán chiến thuật chiến đấu hợp lý nhất để có thể sống sót. Và điều này đã đem đến một nhược điểm cho hệ thống chiến đấu của trò chơi. Không có những chuỗi combo dài, phức tạp và đã mắt giống như God of War, không có những đòn đánh hoa mỹ, đẹp mắt như Devil May Cry. Chiến đấu trong Souls giờ chỉ đơn giản là những đòn đánh riêng lẻ, kết hợp 2-3 đòn đánh liên tục để tạo thành một chuỗi hành động gần giống như combo, nhưng cũng không hẳn là combo. Do đó, thoạt nhìn qua hệ thống chiến đấu của Souls sẽ thấy một sự nhàm chán và khó làm quen với hầu hết game thủ. Nhưng khi đã trải nghiệm qua một thời gian đủ lâu, game thủ sẽ nhận ra được tính chiến thuật trong hệ thống chiến đấu của game và nhanh chóng hiểu được rằng, trong Souls, bạn chiến đấu là để sống sót, và chính hệ thống chiến đấu phụ thuộc nhiều vào stamina của game đã làm nổi bật lên điều đó. Chúng ta có thể thấy là xuyên suốt dòng game Souls về Demon's Souls và Trilogy Dark Souls, hay cả những game Souls-like ví dụ như Bloodborne, Lords of the Fallen, The Surge hay Salt of the Sanctuary, thì cơ chế chiến đấu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào stamina và cái cách mà người chơi quản lý lượng stamina của nhân vật. Bên cạnh việc áp dụng thanh stamina vào game thì Souls còn đem đến một cơ chế mới trong gameplay, đó là cơ chế dodge, né tránh, mà Souls thể hiện qua các động tác roll, nhào lộn. Cơ chế này giúp nhân vật có thể lộn mèo một vòng hoặc nhiều vòng liên tiếp trên mặt đất để né tránh đòn. Cơ chế roll hữu dụng đến mức nó trở thành một đặc sản của Souls và gần như là thứ đầu tiên được nhắc đến khi nói đến dòng game này. So với việc sử dụng một chiếc khiên để đỡ đòn tấn công của kẻ địch, tuy có tương đối an toàn hơn nhưng lại mang tính thụ động, thì việc roll tuy có vẻ rủi ro hơn nhưng lại giúp game thủ có được sự chủ động trong việc né tránh và phản công. Đa phần những người đã chơi quen Souls thì thường sẽ chọn roll nhiều hơn là khiên bởi tính cơ động của nó. Cũng chính vì thế mà dòng game Souls đã đưa đến một chi tiết phụ ảnh hưởng đến tốc độ, đó chính là trọng lượng của các vật phẩm bạn trang bị cho nhân vật, cụ thể ở đây là vũ khí và áo giáp. Nhân vật sẽ có một chỉ số là Equip Load, tương đương cho trọng lượng tối đa mà nhân vật có thể mang. Dĩ nhiên là chỉ số này cũng sẽ tăng lên từng chút mỗi khi nhân vật được lên level, nhưng sẽ không nhiều. Mỗi món đồ trang bị như các bộ phận giáp trụ hay là vũ khí đều có độ nặng, và khi trang bị chúng vào thì lẽ dĩ nhiên là trang bị trên người sẽ nặng hơn và ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển cũng như sự linh hoạt trong né tránh. Chịu sự ảnh hưởng trực tiếp chính là khả năng roll, khả năng lăn của nhân vật. Trong Souls thì không phải lúc nào nhân vật cũng có thể thực hiện động tác lăn với cùng tốc độ. Chính xác là có tất cả 3 tốc độ, nhanh, bình thường và chậm.
nhân vật chỉ có thể lăn nhanh ở trạng thái gần như không trang bị gì cả. Tổng trọng lượng của trang bị dưới 25% của equip load, nghĩa là gần như bạn chỉ có thể trang bị cho nhân vật vũ khí và mặc một số trang bị quần áo cực kỳ nhẹ và gần như không có sức phòng thủ. Đa số người chơi sẽ ở trạng thái bình thường với tốc độ lăn không quá nhanh và cũng không quá chậm, đủ để xoay sở. Còn nếu như trang bị của bạn với trọng lượng quá nặng, nhân vật sẽ rơi vào trạng thái được gọi là fast roll với tốc độ lăn cũng như di chuyển vô cùng chậm chạp. Với Demon's Souls hay Dark Souls, chỉ cần trọng lượng vượt quá 50% equip load của nhân vật thì nhân vật sẽ rơi vào trạng thái fast roll. Còn ở Dark Souls 2 hay Dark Souls 3 thì game đã rộng lượng hơn khi nâng giới hạn này lên 70% equip load thì mới bị fast roll. Đó là những cơ chế gameplay đã làm nên thương hiệu của Souls, nhưng dĩ nhiên chỉ như thế là không đủ để tạo nên một tựa game hoàn chỉnh. Bên cạnh những cơ chế mới mẻ như đã nói ở trên thì Souls vẫn sử dụng những cơ chế rất quen thuộc với bất cứ game RPG nào: lên level, loot đồ, nâng cấp trang bị, vũ khí, tùy chỉnh nhân vật và lớp nhân vật khởi đầu. Nếu như trong các tựa game RPG khác, chúng ta tiêu diệt kẻ địch để nhận về điểm kinh nghiệm, từ đó lên level, cộng điểm cho các chỉ số, thì trong dòng game Souls, mọi thứ lại khác hẳn. Bên cạnh việc lấy một số vật phẩm nhất định thì việc giết quái trong game để lấy Souls, một đơn vị có giá trị đa năng nhất trong trò chơi. Souls là đơn vị tiền tệ dùng để mua vật phẩm, nâng cấp vũ khí, trang bị. Souls cũng đóng vai trò như một loại phí dùng để lên level thay vì sử dụng điểm kinh nghiệm như các tựa game RPG thông thường. Cơ chế nâng cấp trang bị, vũ khí cũng tương tự như một số game RPG khác, có một số loại vật phẩm nhất định được dùng để nâng cấp. Chúng ta có thể thấy là dòng game Souls đã tạo nên một cơ chế gameplay có thể nói là độc nhất vô nhị, với việc biến stamina trở thành yếu tố sống còn và là thứ quyết định vận mệnh trong mỗi cuộc chiến. Mặc dù gameplay của Soul không thể linh hoạt được như các tựa game hành động chặt chém khác, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyển động nhân vật, cách điều khiển cũng như là đỡ, né đòn của nhân vật trong Souls lại khó chịu hay cứng nhắc. Nó mượt theo một cách riêng của Souls. Đúng là gameplay không hề dễ làm quen và nó đòi hỏi bạn phải để ý đến quá nhiều thứ. Nó rất thử thách và sẽ là chuyện bình thường nếu bạn tuyệt vọng đến mức muốn buông tay cầm và muốn xóa game mãi mãi. Nhưng khi bạn đã làm quen với gameplay, bạn đã biết cách nhìn trước ngó sau mỗi khi di chuyển, biết cách quản lý lượng stamina cũng như số lượng đòn đánh cần thiết để hạ một tên địch. Khi bạn biết nên trang bị món đồ nào để có thể di chuyển linh hoạt nhất, thì bạn sẽ nhận ra sự cuốn hút của Souls. Có một suy nghĩ rất phổ biến với những người chưa từng chơi Souls hoặc mới tiếp xúc với Souls lần đầu tiên là game quá khó, khó đến mức bất công. Đó là một suy nghĩ tương đối sai lầm. Souls không hề bất công, nó chỉ đơn thuần là ép người chơi phải tính toán, phải thận trọng, bởi vì nhân vật chúng ta điều khiển và kẻ địch trong game không thật sự chênh lệch quá nhau về mặt sức mạnh. Sự khác biệt duy nhất đó là nhân vật là do chúng ta điều khiển, còn kẻ địch chỉ là những dữ liệu được lập trình sẵn trong game. Một lần, hai lần bạn có thể cảm thấy bất lực trước một đám kẻ địch, nhưng đến lần thứ 5, thứ 10, bạn sẽ học thuộc được cách di chuyển và cách tấn công của chúng. Và đến lúc đó thì mọi việc chỉ còn là tấn công theo một chiến thuật hợp lý nhất mà thôi. Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa là bác bỏ hoàn toàn ý kiến cho rằng Souls rất khó. Nhưng như mình đã nói thì Souls là một dòng game khó theo kiểu thử thách, chứ không phải là khó theo kiểu bất công. Sự thử thách của Souls đến từ gameplay, đòi hỏi một sự kiên trì để học hỏi, đến từ kẻ địch và đến từ một số yếu tố chết người như là không có bản đồ, không có quick save hay thậm chí là không thể tạm dừng game luôn. Chính vì thế mà Souls yêu cầu ở người chơi một sự tập trung cao độ, bởi vì chỉ cần lơ là một chút thôi là công sức bỏ ra trong suốt quãng thời gian vừa rồi có thể đổ xuống sông, xuống bể hết. Bên cạnh đó thì có một cơ chế rất đặc biệt làm tăng tính thử thách hơn nữa của dòng game. Đó là cơ chế Death Penalty, hay mỗi lần bạn chết thì bạn sẽ phải trả giá. Cũng giống như các tựa game khác thì khi bỏ mạng trên đường, game sẽ tự động đưa nhân vật trở về checkpoint gần nhất, mà trong dòng game Souls, cụ thể là 3 phần Dark Souls, thì nhân vật sẽ di chuyển trở về Bonfire, trại lửa gần nhất. Bonfire đóng vai trò như một điểm checkpoint trong suốt cuộc hành trình và tùy vào diện tích của khu vực mà số bonfire sẽ nhiều hay ít, và dĩ nhiên là cũng sẽ có một số bonfire ẩn mà người chơi sẽ không thể tìm thấy nếu chỉ đi trên những con đường thẳng mà không rẽ ngang rẽ dọc để khám phá. Bonfire cũng là một nét đặc sắc của dòng game Souls, khi nhân vật bỏ mạng sẽ được dịch chuyển trở về bonfire. Bên cạnh việc toàn bộ khu vực sẽ được reset và quái vật sẽ được hồi sinh lại, thì game còn bắt chúng ta phải trả giá bằng việc mất sạch toàn bộ số Souls đã kiếm được. Dù chưa hẳn là mất hết nếu như bạn có thể đến được chỗ nhân vật bạn vừa chết rồi lấy lại số lượng soul đã mất. Nhưng nếu bạn tiếp tục thất bại lần thứ hai, bạn sẽ mất hẳn số soul vừa rồi. Đây chính là sự khắc nghiệt mà dòng game Souls đã tạo ra để đề cao sự thận trọng khi phiêu lưu trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm của trò chơi. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về gameplay của dòng game Souls, nhưng dĩ nhiên là nếu Souls chỉ dựa vào hệ thống gameplay phức tạp, khó làm quen để tạo ra sự thử thách cho người chơi thì độ khó ấy cũng không thể duy trì được lâu. Đi liền với gameplay luôn là những kẻ địch và các con chùm ở trong game, vì chính chúng mới là những thử thách thực sự đối với người chơi.
Dòng game Souls rất nổi tiếng với các con trùm ấn tượng xuyên suốt các phần game và số lượng cũng như chủng loại của kẻ địch vô cùng đa dạng. Ở phần tiếp theo, chúng ta cùng xem kẻ địch trong Souls ấn tượng đến như thế nào nhé. Với mỗi tựa game thì thường sẽ có 3 loại kẻ địch chính: những con quái ở trên đường, một số con quái mạnh hơn nhưng không hồi sinh khi chúng ta trở về bonfire nhưng vẫn không phải là những con trùm chính. Có thể gọi đây là những con trùm phụ hoặc là trùm ẩn. Và cuối cùng là những con trùm chính, những kẻ địch thường là mạnh mẽ nhất và có riêng một khu vực mà chúng ta gọi là phòng đấu trùm. Nhưng dĩ nhiên là 3 loại kẻ địch đó không hẳn là những thứ nguy hiểm nhất mà chúng ta phải đối mặt ở trong game. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có một số loại kẻ địch không xuất hiện thường xuyên lắm, như là cạm bẫy hay là kẻ địch có thể ẩn mình. Trong trường hợp của Souls thì có một số con quái thường ẩn nấp dưới dạng một chiếc dương báu. Nhưng để đơn giản thì chúng ta sẽ gộp chung luôn cạm bẫy, quái ẩn và những con trùm phụ vào loại quái thường, còn lại là những con trùm chính. Vì quái trên đường trong game rất đa dạng về chủng loại nên chúng ta sẽ không đi vào cặn kẽ từng loại một, vì thế sẽ rất mất thời gian và không cần thiết. Chúng ta sẽ chỉ nói đến một khía cạnh khác của việc phân bổ các loại quái trong Souls, một khía cạnh thể hiện sự tinh tế cũng như tài năng của các nhà phát triển game. Có một sự thật mà chắc những ai đã từng chơi Souls cũng đã nhận ra rồi, đó là quái đường trong game rất biết cách lợi dụng địa hình để tấn công người chơi, cũng như là cách phân bổ các loại quái đường trong từng khu vực là rất hợp lý và càng gia tăng tính thử thách cho trò chơi. Chúng ta hãy cùng xem xét một số ví dụ trong dòng game Souls về cái cách mà quái lẫn môi trường trong game hợp sức để thử thách người chơi như thế nào nhé. Ví dụ như ở Dark Souls 1, tại Darkroot Garden sẽ có một con quái giả dạng làm những bụi cây để phục kích chúng ta. Tại Depths, một khu vực khá chật hẹp sẽ có những con cóc phun ra nọc độc để dồn chúng ta vào trong góc. Và kinh điển nhất có lẽ là khu vực Anno Londo, khi bạn phải đi lên một chiếc cầu thang chật hẹp, bước lên nóc tòa nhà vô cùng hẹp, với hai bên ở trên cao là hai tên Silver Knight với hai cây cung liên tục bắn tên xuống. Tên của chúng rất nặng và có thể hất ngã nhân vật về phía sau, nghĩa là nếu để dính tên thì khả năng cao là bạn sẽ bị tên của chúng đẩy xuống vực. You died. Tại Sands Fortress thì bạn phải vừa né tránh những lưỡi dao lia qua lia lại trước mặt, lại phải né tránh những đòn tấn công tầm xa của những tên Man Serpent, rồi lại có những đoạn phải né tránh những cạm bẫy là những hòn đá to đùng thả xuôi theo cầu thang nữa. Cũng khá là dễ hiểu khi có rất nhiều người mắc kẹt ở Sands Fortress một thời gian khá dài. Ở Dark Souls 2 hay 3 thì thử thách không còn đến quá nhiều từ việc kết hợp giữa địa hình và kẻ địch nữa, mà thiên về kẻ địch nhiều hơn. Điều này cũng phần nào khiến game có cảm giác dễ chịu hơn một chút. Nhưng kể cả không sử dụng nhiều địa hình làm yếu tố thử thách thì Dark Souls 2 hay 3 cũng không hề thiếu những đoạn có thể khiến ngay cả những game thủ lão luyện nhất cũng phải nóng mặt. Trong Dark Souls 2, tình trạng một mình đối đầu hàng chục sẽ là một điều thường xuyên phải xảy ra. Bởi vì thiết kế của game là lấy thịt đè người, đặc biệt là sang đến phần DLC thì gần như sẽ không bao giờ bạn sẽ được đối đầu với một hai con quái lẻ tẻ, mà thường sẽ phải đối đầu với hàng tá rất nhiều các chủng loại khác nhau. Trong Dark Souls 3 thì game không còn sử dụng chiến thuật lấy thịt đè người làm chủ đạo nữa, mà tập trung vào sát thương và độ cơ động của từng loại kẻ địch. Tuy vậy thì vẫn có những đoạn game sẽ sử dụng địa hình để hành hạ người chơi, ví dụ như là khu vực đầm lầy của Faron's Keep. Còn ngoài ra thì quái trong Dark Souls nhanh hơn, mạnh hơn và khó nhằn hơn một chút. Chính ra làm như thế lại đỡ gây ức chế hơn là Dark Souls 1 và 2, vì người chơi có cảm giác như mình được thử thách thực sự và chết trong công bằng, chứ không phải là chết do bất cẩn, do địa hình khó chịu hay do áp đảo về số lượng nữa. Cuối cùng, nhắc đến Souls thì phải nhắc đến những trận đấu boss đáng nhớ. Số lượng boss của cả series 4 game là khá nhiều, nhất là trong Dark Souls 2 với cả thầy 41 con boss. Nhưng thực sự những trận đấu boss chất lượng và hoành tráng thì cũng không có quá nhiều. Vì thế, có câu nói là trong Souls, đôi khi đến được chỗ con boss còn khó hơn là việc đánh chính con boss đó. Quả đúng như vậy, vì dòng game Souls bên cạnh những trận đánh boss căng thẳng thì lại có những trận đánh boss thực sự dễ đến bất ngờ. Ví dụ như, đa số các trận đấu boss ở trong Demon's Souls, thực sự để mà nói, thì một số con boss đúng nghĩa là boss của Demon's Souls chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở Dark Souls 1 thì chúng ta có huyền thoại Pinwheel với biệt danh là boss chỉ đem vào cho có. Ceaseless Discharge, con boss mà bạn có thể lợi dụng bugs để hạ nó bằng tay không. Hoặc chính boss cuối, Quinn, một bài tập phản đòn chất lượng mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng cơ chế phản đòn để đánh bại con boss này mà không tốn một chút máu nào. Ở Dark Souls 2 thì còn tệ hơn khi có quá nhiều con boss vớ vẩn và dễ đến mức bất ngờ. Và thực sự hầu hết các con boss chất lượng đều nằm ở cả 3 bản DLC. Còn boss ở trong tựa game gốc thì chỉ có một vài con là hay mà thôi. Với Dark Souls 3 thì thiết kế boss đã tiến bộ hơn hẳn và có thể nói là tốt nhất trong cả series khi không có quá nhiều con boss thuộc thể loại tào lao mà đa số đều ấn tượng và khó nhằn. Ngoại trừ Curse Rotten Redwood, chỉ là một cái cây. Dù vậy thì dòng game Souls cũng không thiếu những con boss ấn tượng và những con boss sẽ thử thách khả năng của bạn một cách xác đáng nhất. Bởi vì thời lượng của video có hạn nên mình sẽ chỉ nêu ra một vài cái tên tiêu biểu trong series thôi nhé.
Trong Demon's Souls thì chúng ta có một vài cái tên như là Tower Knight, Penetrator, Flame Lurker hay Oaking Island. Trong Dark Souls 1 thì chắc chắn không ai có thể quên được những trận đấu boss với Great Grey Wolf Swift, cặp đôi hoàn hảo Onston và Smirk, cơn ác mộng của bao người, Black Dragon Calamite, trận đấu dai dẳng và rất chi là đau đầu. Và cuối cùng là một trong những con boss được yêu thích nhất toàn bộ series, Knight Artorias. Sang đến Dark Souls 2 thì game có một số lượng boss quá nhiều, nhưng như đã nói thì hầu hết boss thực sự chất lượng đều nằm ở DLC, nên mình sẽ không kể ra cho đỡ dài dòng. Dark Souls 3 thì đa phần các boss đều chất lượng, có một vài cái tên nổi bật hẳn lên như là Abyss Watchers với cách di chuyển gợi nhớ đến Artorias, Pontiff Sullivan với những đòn đánh cực kỳ đau và cách di chuyển rất nhanh, Dancer of the Boreal Valley, cô nàng vũ công đòn đánh không theo một quy tắc nào cả, Sister Freeze, trận đấu boss duy nhất kéo dài tới tận 3 phase liên tục gây tổn hại nặng nề tới não của người chơi vì độ dài của nó, Dark Eater Madeir, thêm một trận đấu boss với những con rồng có khả năng phun tia laser y hệt quái vật Godzilla. Và cuối cùng là Gale, trận đấu boss được nhiều người đánh giá là hay nhất Dark Souls 3. Có thể nói mỗi trận đấu boss trong Soul Series, dù hay hay dở, dù khó hay dễ, dù dài hay ngắn, đều để lại một ấn tượng riêng trong mỗi người chơi, từ cái cách chiến đấu của boss đến những câu chuyện ẩn đằng sau mỗi con chùm. Mỗi một người khi chơi Souls có lẽ đều tìm cho mình được những con boss ưa thích riêng, và đó cũng là một điều hay và hấp dẫn của Souls. Con boss ưa thích của bạn là gì? Trận đấu boss nào khiến bạn cảm thấy đáng nhớ nhất? Hãy bình luận ở phía bên dưới phần comment cho tụi mình biết với nhé. Hy vọng các bạn thích video này. Nếu thấy hay xin đừng quên like, share và subscribe kênh của bọn mình. Mình là Trường và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!